Vậy là sau 4 năm kể từ dịch Covid, khách Trung Quốc lần đầu tiên đạt vị trí dẫn đầu trong lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đây được coi là một tín hiệu đáng mừng đối với nhiều người, đặc biệt là những người làm du lịch và những hoạt động phục vụ du lịch. Có thể nói, qua nhiều năm kinh tế khó khăn, phát triển ngành du lịch vẫn là một trong những cách phục hồi kinh tế nhanh nhất. Trên tâm lý, một bộ phận người dân làm du lịch Việt Nam cũng đang háo hức chờ đón đợt sóng khách Trung Quốc lại ùa vào Việt Nam và chi những khoản tiền của họ vào nước ta. Theo số liệu thống kê, thì chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2024 cho thấy khách du lịch Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 5, thì Trung Quốc đã chiếm giữ vị trí số 1 này. Có nghĩa lượng khách du lịch của Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng nhanh chóng. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 7,6 triệu khách du lịch quốc tế, tăng gần 65% so với cùng kỳ của 2023. Riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm 357.000 lượt và khách Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai chiếm 351.000 lượt. Trước đó thì Hàn Quốc luôn chiếm vị trí dẫn đầu này. Một số thị trường còn lại như khách Đài Loan, Mỹ, Australia, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và một số nước châu Âu cũng tăng đáng kể, ít nhất khoảng 21% trở lên. Vậy là sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên khách Trung Quốc trở lại vị trí số 1 chiếm giữ thị trường gửi khách lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ riêng về Việt Nam mà các nước châu Á khác như Singapore, Malaysia, Thái Lan cũng thu hút khách du lịch Trung Quốc và đa phần những nước này đều nới lỏng thị thực. Ở đây có thể phân tích một vài lý do cho thấy việc khách Trung Quốc quay trở lại Việt Nam là do đâu. Việc khách Trung Quốc quay trở lại Việt Nam về tổng quan có thể thấy được kinh tế của họ đang dần trở nên khá hơn. Mặc dù nhiều người vẫn chọn du lịch nội địa để có thể tiết kiệm được chi phí, nhưng nếu đã lựa chọn du lịch ngoài nước thì Việt Nam là một trong những cái tên không thể thiếu trong danh sách của họ. Lợi thế của Việt Nam là sát đường biên giới với Trung Quốc. Không những thế, những chuyến bay giữa hai nước cũng đã mở rất nhiều, thuận tiện cho việc di chuyển của khách du lịch. Đừng nói là khách Trung Quốc tới Việt Nam, mà những tour từ Việt Nam sang du lịch Trung Quốc cũng rất đông. Với nhiều người, đi du lịch cũng là một kiểu trốn tránh công việc hoặc trốn tránh thời tiết để sang một nơi ấm áp hơn, thời tiết phù hợp hơn, hoặc là trốn tránh áp lực của công việc để có thể chữa lành. Việt Nam là một nước nhiệt đới có khí hậu ôn hòa và đặc biệt có nhiều bãi biển đẹp, nước biển thì ấm áp, là điểm đến của nhiều khách du lịch quốc tế, không chỉ là Trung Quốc. Thống kê cho thấy, biển Nha Trang là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc nhất trên cả nước. Giữa văn hóa Trung Quốc và Việt Nam lại có nhiều nét tương đồng, từ các lễ hội cho đến các nét trong ẩm thực. Vì vậy mà ít nhiều cũng tạo cảm giác thoải mái, gần gũi cho khách du lịch khi họ đến một nơi xa. Hãy thử nghĩ xem, nếu một người Việt Nam sang du lịch Ấn Độ khác đặc trưng về văn hóa thì rất khó để mà thích nghi. Chỉ nói riêng về nét ăn uống thôi cũng đã cực rồi. Bên cạnh đó, theo nhận định của các chuyên gia du lịch Việt Nam, du lịch của khách Trung thường ưu tiên chọn các địa điểm quốc tế an ninh và an toàn cao, cũng như để tiết kiệm được chi phí. Và Việt Nam đáp ứng đủ các yêu cầu này. Nói gì thì nói, thì Việt Nam cũng là một đất nước khá an ninh. Người dân Việt Nam thì khá hiền lành, dễ thương, chưa nói là rất nhiệt tình. Nếu không muốn nhắc đến một vài trường hợp con sâu làm rầu nồi canh. Ẩm thực Việt Nam thì cũng dễ ăn, dễ uống, chi phí thì cũng khá là rẻ. Và đó là những lý do tích cực cho thấy tại sao khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam lại tăng nhanh chóng đến như vậy. Tuy nhiên, cũng phải kể đến một lý do quan trọng, đặc biệt là hiệu quả tác động rõ ràng từ chính sách thị thực áp dụng từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023, đã nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho các nước được miễn thị thực đơn phương và thực hiện cấp thị thực điện tử cho tất cả các nước với thời gian tạm trú lên đến 90 ngày. Đây cũng là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Việt Nam. Cũng vì chính sách này mà Việt Nam cũng đã mở cửa đón khách du lịch. Vì vậy mà khách du lịch Trung Quốc cũng đã quay trở lại. Ở đây, tuy mình không nói sâu nhưng cũng phải nói thêm. Vì không ít thì nhiều, vấn đề du lịch cũng liên quan tới một vài vấn đề chính trị. Đã từng có thời điểm mà khách du lịch Trung Quốc phải gọi là ồ ạt xâm nhập Việt Nam, với mỗi năm lên đến hơn vài chục triệu lượt tham quan và có vô số vấn đề tiêu cực đã xảy ra. Theo nhận định của các chuyên gia du lịch thì cho dù có đông tới mức nào thì cũng chỉ nên nằm trong khoảng 20-30% trong tổng số khách du lịch quốc tế là tốt nhất, và chất lượng hơn số lượng. Nếu họ không chịu chi tiền mà đến với số lượng đông thì vẫn thế. Nếu khách đến Việt Nam trong vài ngày và chỉ ăn một bữa khoảng 100-200 nghìn đồng rồi về thì tính kinh tế không cao. Chúng ta cần hướng tới tệp khách hàng Trung Quốc chi tiêu ít nhất cũng vài nghìn tệ cho một chuyến đi. Theo quy đổi thì 1.000 tệ tương đương khoảng 3,5 triệu đồng. Để thu hút tệp khách Trung giàu có này thì ngành du lịch Việt Nam phải định vị lại thương hiệu là những điểm đến sang trọng thay vì điểm đến giá rẻ, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, các sản phẩm giải trí giúp khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Việt Nam cần chú trọng đến cơ sở vật chất để có thể đáp ứng những nhu cầu cao của khách nhà giàu. Thực ra, thẳng thắn mà nói,
khách Trung Quốc không dễ chịu. Họ cũng không dễ chịu hơn là những khách du lịch châu Âu. Ngoài ra, trước giờ thì người Việt Nam cũng có nhiều thành kiến về văn hóa, kể cả là về chủ quyền so với Trung Quốc. Nên cũng có rất nhiều trường hợp người dân làm du lịch Việt Nam từ chối thẳng thắn việc phục vụ khách du lịch Trung Quốc. Sẵn tiện thì mình xin liệt kê lại một số vấn đề đã từng xảy ra trong quá khứ. Ví dụ như là khách du lịch Trung Quốc thiếu văn hóa, thiếu ý thức, đi đến đâu họ cũng gây ồn ào khó chịu. Ngoài ra còn khạc nhổ, xem thường người dân Việt Nam. Họ tỏ thái độ không tốt với những người buôn bán hàng rong. Và xin thưa, mình cũng là một nhân chứng sống đã tận mắt chứng kiến cảnh hai thiếu niên Trung Quốc vào một quán cơm gà và khạc nhổ ngay sau lưng của người chủ quán. Thứ hai, nhiều nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam thời điểm đó vì lợi nhuận mà chỉ phục vụ riêng khách Trung Quốc, từ chối tiếp khách Việt Nam. Đến nỗi họ còn để những tấm biển chỉ phục vụ khách Trung Quốc ở Nha Trang và Đà Nẵng. Điều này đã làm người dân bức xúc trong một thời gian khá dài. Không những thế, nghiêm trọng hơn, những tour khách Trung Quốc sang Việt Nam còn cử theo một hướng dẫn viên người Trung Quốc. Kỳ lạ là họ lại thuyết trình một địa điểm du lịch của Việt Nam giống như là một người bản địa. Hình ảnh mà bạn đang thấy, người đàn ông đứng sau cùng chính là một hướng dẫn viên người Trung Quốc đang thuyết trình cho một đoàn khách du lịch của nước họ tại bến tàu Cầu Đá, thành phố Nha Trang. Liệu rằng trong lời thuyết trình của người đàn ông có bấy nhiêu phần trăm là thông tin đúng sự thật và bấy nhiêu phần trăm là thông tin dối trá? Liệu họ có từng nói sai về quá trình hình thành, lịch sử phát triển của nó không? Như vậy, việc khách du lịch Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu đổ bộ vào thị trường Việt Nam là một trong những dấu hiệu tốt cho thấy ngành du lịch của nước nhà đang phát triển và phục hồi trở lại. Tuy nhiên, chắc chắn rằng cần phải có thêm những biện pháp, những chính sách du lịch chặt chẽ để đảm bảo việc mở cửa đón khách sẽ không đi theo hướng tiêu cực, để những vấn đề tiêu cực trong quá khứ không phải tiếp diễn. Vấn đề nào thì cũng có hai mặt của nó, và ở đây thì mình chỉ tổng hợp, phân tích, mong rằng nó cũng sẽ không gây tranh cãi. Nếu thích video này thì cho mình một like và một comment nhé. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.